I'm just a gigolo, and everywhere I go, hello again. People getting tired of me. Pray for evidence, silent romance, all I have to say. And there will come a day that you can pass away, little what? What can they say about me? When the end comes, I know it was just a gigolo. Life moves on without me. And just a gigolo, and everywhere I go. Yeah, là anh thú chăng? 100 trận thú? Thử thách 100 trận thú không? À. Thôi. Tích báo này nhưng mà thôi em. AT2, ok xin AT nhé, chơi tạm này đi. Chắc là giữ được cái chuỗi này đấy. Chắc là phải giữ được cái chuỗi này đấy. Này chắc cũng bỏ rồi nhưng mà cứ để tạm đây đã. Này cho floor đi, floor sẽ tin gánh hơn. People getting tired of me. Pray for evidence. Còn floor xin luôn kìa anh em ơi, điên thế. Chồng vẹn chơi ấy, yên tâm lắm thôi em ơi. And there'll come a day and you can pass away. Little what? What would they say about me? When the end comes, I know it was just a gigolo. Life goes on without me. Shall I compare thee to a summer's day? Chắc là thế này đi. Này gì vậy? Five floor. Cấm kỳ quá nhỉ? Cấm kỳ, hơi kỳ. Bán Vio lên cũng được, nhưng mà chắc là nếu mà thắng thì mình sẽ bán con Amelie thôi. Floor xin đôi, được, 10 điểm. 10 điểm. À đếm giây phát. Lâu không làm clip quên đếm giây. Ok. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Mình để ý thấy như vòng nào, như vòng 1, vòng 2 nó lại ít 29 giây. Nhưng mà đến mấy vòng sau là nó lại ít giây hơn sao ấy nhỉ? Ha. Để làm gì ta? Để cho mọi người vội vội, nhất là những người hay vội như mình không kịp làm gì à? Sao ít giây hơn đi? Thời gian chuẩn bị hơn. Xin đôi. Xong này chơi nhá. Khá khỏe. Lão mệnh thực ra đánh hắc ám cũng được, mình xoay sang đánh hắc ám cũng được. Chưa tài đâu. Mình bảo gì nhỉ? À hôm trước một bạn bãi bảo mình làm thử thách và kiểu mình sẽ pick được một đội hình sẵn từ đầu, xong rồi cho dù đồ xấu cỡ nào mình vẫn phải đánh đội hình đấy. Mình đánh giá cũng hay đấy, nhưng mà cũng khó đấy. Ít nhất phải ra được xem mấy đồ đầu xem là đồ gì thì mình thật là như thế, giống như mình đánh bình thường mình xem mấy đồ đầu mình đánh là gì xong rồi mình chọn đội hình thôi. Nhưng mà cũng hay ấy, khả năng hôm nào mình sẽ thử nhé. Thử cái mà chọn một đội hình từ đầu xong rồi thôi đánh thú chắc luôn này. Chưa biết được. Biết đâu ra Ngọc Đại Pháp Sư rồi các thứ nữa. Ra đồ thú. Ra tướng thú luôn này. Voi. Này đi. Này đi, truy hồn thứ đầu game chưa khỏe lắm đâu, chưa tài đâu. Nên là mình sẽ cứ chơi này nhé, ba no man này. Dạ cũng mệnh các thứ. Đúng thật. Floor này xin luôn này. Floor bên kia cũng xin luôn này, floor này giáp không bệnh thì sợ thế nhở. Chưa chắc đã tài không em ơi, chưa chắc đã win đâu. Floor bên này xin luôn này. Rồi chết luôn. AT chắc không kịp sấy đâu. Vio ulti phát em. Ô thắng này à. Được đấy. Sẽ thắng nhỉ. Thấy kỳ không hiểu sẽ thắng. Chắc 2 AT ở đấy ulti được. Chắc thế mới thắng được.
Rồi luôn. Anh thú nhá. Không cần nói nhiều anh em ơi. Nó ra như thế này rồi anh em không đánh thú nữa thì anh em chết dở đấy. Anh em chưa tài đâu. Chơi game phải tài đấy. Phải tài đấy. Đấy cứ bị tài tài anh em ơi, nói chuyện với thằng thằng nào cứ suốt ngày chưa tài đâu, chưa tài đâu. Cái gì cũng chưa tài đâu. Tại nhau này đi. Trách thương phát nhé. Chưa ai có thương đâu. Chưa ai có thương. Chắc có thương đấy. Các bạn có thương bên kia bắt đáy bên kia kìa. Vừa nhìn thấy xong. Chưa tài đâu, bạn này cũng chưa tài đâu. Chưa tài đâu, chưa tài đâu. Nakazot. Nakazot giờ này làm gì nữa? Sephira. Trông cũng phải hơi tài đấy. Cho Nakazot vào nhé, sẽ tạm nhưng không biết cho con gì. Mình có thể cho Sephira. Sephira đầu game cũng ok. Hồi máu được cho team các thứ. Chứ Nakazot cùn này thì cũng chả làm được gì đâu. Nakot mình đánh giá chưa tài đâu. Thế để trong Sephira này cho nó còn 4 vàng thôi nhé. Chắc mình sẽ lên một floor 2 nhé. Mình ra một cái thương nữa thì thôi. Tree hồn giáp của mệnh. Rồi lại làm floor này. Mình xiên được không? Xiên được đấy. Xiên. Chết. Ấy xì ba sao không chết vậy. Ấy sao trâu quá vậy. Thôi bạn này bán thần thì chịu, bán thần 2 AT sách thánh thì chịu. Anh thế thì con gì đỡ nổi anh em ơi. Thế thì gớm gớm ghiếc quá à. Con gì đỡ được. 2 AT trận này cũng chưa có gì, trận này đánh gì nhỉ? Đánh Yon hay đánh Teo hay đánh ma tộc hay đánh thánh đồ hay đánh gì ta, hay đánh hắc ám ta. Chưa nghĩ ra gì đâu. Mặc dù có choi thì thường mình sẽ thích đánh thên bởi vì lâu không chơi thên mà bắn thần tiếp à. Floor xin được một con không? Ừ, xin được một con bên floor bên kia xin con còn lại. Ok. À tay sấy một phát. Rồi ok. Rồi đi luôn. Ê Shiba. AC3, ok thế thì mình cho mấy con này vào nhé. Con thú này vào nhé. Con thú này vào. Một cái thương bắt đáy bên này đúng không? Mình sẽ cho con HT ra bên này. Này. Cho mấy con thú ở lên trên chết hết đi. Dạ chết hết đi. Mấy con này chắc bỏ nhá, Noman chắc tầm này giữ máu thế là ok rồi. À mà anh em chơi tiếp thì giữ máu đầu game kiểu gì đấy anh em? Mình chưa có kinh nghiệm gì giữ máu đầu game của TFT cả. Em thì chia sẻ giúp mình được. Tại kiểu bình thường chơi cờ nhá. Chơi cờ Liên Quân thì nó sẽ là em tích đủ 40 vàng đúng không? Không phải em chơi thôi. Nhưng mà trong TFT kiếm được lên 50 vàng nó cũng chật vật lắm anh em ấy. Tốn công tốn sức lắm. Nên là đoạn đấy anh em giữ máu kiểu gì nhỉ? Mình phải học ấy. Mình chưa học được cách giữ máu em. Chưa biết học kiểu gì. Này cho lên trên nhá. Một cái thương bắt đáy đâu nhỉ. Bãi cả thả Abrat 3. Được cái tướng 1 vàng được 2 vàng của TFT cũng khá là khỏe. Không phải là quá yếu ấy. Quá là yếu ấy. Nên là chơi vẫn hay. Chắc để này thôi. Cho 3 con thú lên trên tanh. Màn đồ này chắc chôn ngu cho nó ra giữa đi. Mình thể kích con Vera nữa cũng được nhưng mà chả làm gì. Nakazot rốt thôi em không chơi đâu. Cái này thì để đây nhá. Rat này đấm xong nó sẽ đi xuống con Felix này là vừa. Rat 3 cũng tài đấy. Rat 3 này cũng tài đấy. Rồi luôn thua luôn. Không có cái cơ sở gì để thắng cả. Rồi thua luôn. Floor 2 không có gì, không có đam mà anh em. AT không đủ đam.
Ít đam ấy nhỉ. Floor 1, floor cùn. Chắc là đến floor 2 xong rồi lên một con. Muốn lấy choi đấy. Thôi để hai choi đi anh em ơi, cho yên tâm. Một choi cho. Một choi cho. Choi cho gì nhỉ? Chắc là để con do này đấy. Trách phát thương. Mỗi một thương bắt đáy bên kia rồi không? Một thương bắt đáy rồi không? Hai thương bắt bên kia rồi không? Không có gì, cái gì cho này lên trên nó đi. Mấy anh bảo gì nhở? Mình đánh hai choi, một choi cho Volcat, một choi cho Malok. Cho yên tâm em với đòn floor này trên được luôn này. Sao ít đàm ấy? Chuyên nhân đôi thế nào ấy? Là 1.900 mà. 1.900 nó chuẩn bài không gì? À không, chưa nhân đôi ấy, chưa nhân đôi. Không sao anh em vẫn có thêm con John kiếm được thêm tí đam mà ok rồi. Floor cool. Thế thì hai cho một là mặt một cho Malok này, một cho Volcat này. Để cho Thane cũng được, chơi Thane. Thế là mình lấy con chương đấy, mình lấy con chương đấy mình chơi Malok chơi Thane rồi đấy. Nhưng mà nghĩ lại mình cần hai choi. Nên là không dám em ơi. Trời cho floor đi. Vera này. Vera cũng được. Không. Này nhá. Floor kia giết được một con tướng. Đây là uy tín lắm rồi. Lên 8 khá là sớm. 8 sớm nhất luôn. Tại vì mình tướng mình có cái gì đâu, toàn tướng một vàng, con 2 T2 tí mình bán nốt. Bây giờ mới đi tìm tướng này em ơi, bây giờ đi tìm Malok các thứ này, Malok tìm Teo này. Hoặc Thane, trận này cứ đánh Thane được, hai choi nhiều choi nhưng mà cái hơi lại hơi tiếc cái huân chương hải thần vừa đấy. Rồi 2 T này vô dụng luôn. Cái nick bắn ra nhiều đam kìa. 2 T này vô dụng quá. Bắn thua. Chưa tài đâu các bạn ơi, đánh này chưa tài đâu. Cần thêm con Vera, cần thêm Malok, cần thêm Thane nữa. Nhiều. Crap. Xin. Chưa tài rồi. Cút tạm một này đi. Chơi thì cút đi. Quét xa sau một tí nhé. Là mình sẽ để con này ra cho con này đi. Cho con rồng thổi sang bên góc bên kia. Voi, thương, John bắn thẳng. Floor, floor xin góc nào đây? Floor xin đáy, ok. Malok xin thành nhảy luôn này, cũng điên đấy. Rồi, cũng điên đấy. Mỗi floor một cùn của mình mà nó phải gánh tin từ nãy giờ anh em ơi. Mỗi floor một cùn. Floor một quèn. Nó phải gánh tin từ nãy giờ. Con này ảo thật. Em trong TFT có con nào nó ảo như này không? Thực hiện phát. Hay đánh Yon nhỉ? Truy hồn. Cũng được, đánh Yon được anh em ơi. Nó chẳng đánh thành, để sang đánh thành đồ. Kira Yon 2 luôn này. Uy tín liền anh em ơi, uy tín liền. Thế bỏ QC nhá. Cái Yon này chơi QC gì nữa anh em. Rồi cho Yon luôn này. 6 thú vào không? 6 thú vào đi. Cho bỏ HT với bỏ con Floor cái xuống nhé. 6 thú vào chơi một Yon, một con Floor 1. Kỳ quá ta. Ây, C3 đây rồi. Teo này. Muốn lấy con Teo về. Muốn lấy con Teo này về đấy. Lấy luồn bà đi, sợ quá thì cần cái khóa. Hay khóa nhỉ? À, thôi bây giờ lấy được khóa gì nữa. Bây giờ mình cần một cái phút ung tàn cho con John. Một phút ung tàn thôi, chẳng chẳng gì nữa. Malocco, một đồ thủ kìa. Richter. Thế thì bỏ HT đi nè. Là tài rồi, ok. Cho này lên trước nhé. Mình nghĩ là nó sẽ đứng ở đây. Này là uy tín rồi anh em.
này, thương bắt đáy bên này, quét cùng bên này. Ồ, hay đấy. Hai đồ thủ cho Yon cũng được, cũng cũng thú vị đấy. Bây giờ mình có muốn cho con mà lốc đi. Này cho em mà lốc uy tín này. Ok. Floor chắc bỏ rồi em ơi. Mình biết đâu lên floor 2 nhỉ? Lên floor 2 khi mình chơi floor. Yon gánh ấy, Yon phải là con gánh ấy. Red nộ phát em, đúng rồi, ma lốc nhảy thêm phát nữa. Tầm này phải chơi ma lốc rồi anh em, không không chơi Yon, không chơi chơi phòng. Thế bảo bây giờ con floor gánh nó vẫn gánh được ấy, không thành vấn đề đâu. Bây ra một thẻ thánh đồ và một thẻ ma tộc và một thẻ thú. Mặc dù trận trước mình ra thẻ thánh đồ, trận này dễ khó khó ra lại. Chứ là có thẻ gì luôn. Thêm đồ này nhé. Này cho con Crest này tạo đi, này cho con Malok đi. Thế này thôi. Thế thì trận này đánh gì nhỉ? Cần con Thánh Đồ nữa đúng không? Lên được luôn. Cũng được. Cũng được. Cũng được em ơi. Này. Cho thành đồ đi anh em ơi. Cần thành đồ đấy. Thôi nghĩ lại cần má lốc hơn anh em ơi. Tôi đã sai. Tôi đã quên mất bây giờ nhiều tướng rồi. Không đánh tên thì thật là một sai lầm. Có những sai lầm mà không thể nào rút ra được bài học anh em ơi. Sai lầm hơn nào rút ra được bài học. Nói quái ý nhỉ. Sai lầm đấy, tôi nhầm đấy, tôi nhầm đấy, tôi không cần thánh đồ đâu, tôi đùa đấy. Tôi đùa đấy, không cần thánh đồ đâu. Tôi đùa. Đùa thôi. Chôn, 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 chôn Việt Nam, chôn Việt Nam. Chôn tí thôi, chôn tí thôi. Nhầm tí. Tại nhìn nhìn cái phương đáy này. Phương đáy này. Na cót này. Phở lo. Hai con đi. Hai con cho con floor kia nó xiên nó đỡ vào con giòn mình nhá. Chứ con giòn mình mà chết là mình cũng cũng hơi hấp hối đấy anh em ơi. Đây floor sát thủ xuống đây đúng không? Để xiên hai con này. Không xiên vào con floor mình. Nạc cót thì cũng thế thôi. Thương bắt đáy nạc cót giữa. Đây yên tâm rồi anh em ơi, hai choi là yên tâm lắm rồi. Quét nộ một phát cũng yên tâm đấy. Thánh đồ cảm giác bị nớp nhỉ? À không, không bị nớp đâu, chẳng qua mình chỉ có quy thôi anh em ơi. Cho nho mình kia sấy điên quá vậy. Vũ đồng tản này cái gì vậy? Ôi chi hồn thôi mà. Chứ chắc trận này đánh nhà Yon đâu anh em ơi. Yon khi chỉ cầm máu thôi. Tí mình phải đánh thêm hay đánh gì đấy. Dễ. Dễ trận này phải phải xoay bài kiểu thế lắm anh em ơi. Xin tí đồ đi. Kìa. Truy hồn này cho Malok đi, Malok gánh đi. Con cát, Yon cái này sẽ cho Vera đi phải. Con này ok rồi, thế mình bỏ. Bỏ Yon đi luôn giờ hơi sớm nhỉ. Chắc phải lên 9 anh em mới đánh 6 thú ba ma vậy. 6 thú ba ma xong rồi chắc bỏ con Yon tí nữa không chơi được Yon. Mặc dù đồ cho Yon cũng ngon đấy nhưng mà còn ít Yon quá à, còn mỗi 5 con Yon à. Không chơi được, con cát này cũng chưa có sách thánh này. Chắc phải đánh thên đấy, chắc phải đánh một con thên nữa đấy. Thên mình cứu được. Xong rồi cho đồ này cho thên. Cho một đồ này ma lốc, một đồ này cho thên. Teo, teo thì theo thì suy nghĩ nhé. Đấy, thêm. Không cần suy nghĩ. Không suy nghĩ nữa anh em ơi. Suy nghĩ ít thôi. Dùng nhiều não là thua đấy. Em dùng ít não rồi. Sau thứ ba ma thì mình có một cái xếp đội hình kiểu này cũng khá là vui. Mình sẽ xếp kiểu này lâu không xếp. Mày đi. Xong rồi thêm con Madum ở đây nữa. Shiba. Madum góc này đi. Quét góc này. Thế cái đồ này xong ma lốc.
Thế thì thên mình sẽ cho con thên này một cái đồ này này. Truy hồn mình sẽ cho Malok đi, này sẽ cho con thên đi. Vong cát Vong cát cũng cần cho ấy. Thế cũng cần cho mà Vong cát cũng cần cho. Thôi giờ bình tĩnh. Cái đồ này mình sẽ ném tạo cho con Vera lại nhé. Truy hồn này mình sẽ ném tạo cho Malok lại nhé. Quên mất chưa lên được 10 tướng anh em ơi. 6 thú ba ma. Thú ba ma thêm con thên, cho thên đứng giữa luôn. À không, cho Malok đứng giữa, thên đứng góc kia. Rồi luôn. Chắc là thế đấy. Chắc là thế này rồi đấy. Đấy, cơ bản thôi anh em ơi. Cơ bản thôi. Con cắt 2 gì không nhỉ? Sai 6 máu chắc phải lên đấy. Mình muốn lên con thên 2 cơ anh em ơi. Con thên 2 đồ con thên đang bây giờ đang đẹp hơn. Vân vân. Liều không anh em? Bây giờ 26 máu nhưng mà bây giờ tướng mình cũng khá là khỏe. Con cắt chưa có đồ thôi nhưng mà tướng còn lại khá là ok. Tại mình đang muốn lên con thên 2 vì con thên 2 đồ này cho con thên đẹp hơn anh em ơi. Đồ này chưa có đồ cho con cát là một. Trách thánh chưa có. Ui khó rồi anh em ơi, chưa chắc đã sống được. Con cát sống lại đi em, làm gì đi em. Ừ chưa, thôi sống được. Bạn này chưa tài đâu. Tôi đánh giá bạn bạn này chưa tài đâu. Chưa tài đâu bạn. Rồi bây giờ xem nào, xem ra thêm, xem ra con cát ra thêm gì không nào. Thêm 7 con cát 6 con. Trách thánh. Rồi nó không ra luôn, thế phải chơi thêm đấy. Thế là phải chơi thêm đấy. Nhưng mà phải ra con, con phải ra cái ấy nữa anh em ơi, nó phải ra cái đi rắc nữa. À đây 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 đây. Ôi nhưng mà không đủ tiền rồi. À, cháu thế nhở. Rồi hôm sau mình lấy thêm 2 nhá. Mong là sống được qua vòng này nữa. Sống được anh em ơi, bọn này chắc không có truy hồn. Rồi may quá nó đi góc này, ok Malok nhảy chết này đi. Nhảy chết con Malok phải nhảy chết con Nakot này đấy. Nhảy, ok. Chưa chết anh em ơi. Chưa chết được. Rồi bây giờ ra con thêm 2. Bây giờ đồ này mình sẽ ném cho cái đồ này cho con thêm này. Chết ném đồ này cho con thêm này. Mình ném nốt cái choi này cho con thêm nốt. Cho con thêm nốt. Con cát chỉ cần đồ kia thôi là uy tín thôi. Con cát nó ra một mật thôi là uy tín thôi. Rồi cho Malok vào giữa nhé. Cho con thêm ra kia, lắp con thêm 2. Cần đấy anh em ơi, cần đấy. Cần vương đấy, cần vương đấy. Thêm con thêm em nhỉ. Thôi thêm 2 thôi là được anh em ơi. Thêm 2 nó bổ cho góc đấy điên đầu đấy. Mà lốc này đứng thấp thấp tí. Thôi cái này uy tín. Đấy, cái đội hình 6 thú 3 ma mà mình hay xếp hồi xưa. Rồi thêm nó bổ một phát, Malok nhảy một phát, con cát nhảy một phát. Truy hồn ở đâu đây? Truy hồn ở Malok à? Rồi cũng uy tín đấy. Thêm bổ một phát nữa em. Rồi luôn thua rồi đấy. Trông là có vẻ uy tín rồi đấy. Trông là nhìn thấy những màu thất bại đấy. Ma 25.000 đam này mà không ăn thua này. Món khác mình không có đồ nữa. Chưa tài lắm nhở. Tại sao vẫn chưa tài. Cần con cát đấy anh em ơi. Dây cuối nhá. Check phát nào, xem mình gặp bạn nào nhỉ? Mình gặp bạn. Không phải bạn này. Mình gặp bạn này à. Bây giờ Malok bạn này xuống kia. Malok bạn này xuống kia thì mình muốn cho con cát mình sang bên đấy đi. Con cát này đỡ phải đánh nhau với con cát bên này. Đây đi. Đây con cát 2 đi. Đây là tài rồi. Đây là tài rồi. Không hơn được nữa. Giới hạn thế thôi. Tên này bổ hết cái góc này kia được này. Ơ, mình gặp bạn này à? Mình chưa gặp bạn này à? Malok nhảy một phát này.
Chả được tích sự gì. Đấy, đính truy hồn, đính truy hồn, nhảy 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 nhảy, choá, bay, ok. Không chết. Nhưng mà là đính truy hồn rồi. Làm gì được không con cát? Hòa, hòa cờ. Nhưng mà con này có giáp bổ mệnh, phải chém chết này đấy. Có tìm. Sắp chết rồi anh em. Cũng không sống được lâu đâu. Đây chị ba. Cũng chẳng được tiền lên gì luôn này. Để làm nào thắng bạn này nhỉ? Bây giờ nhá, truy hồn bạn này ở góc này. Con cát mình phải đẩy sang góc kia. Thêm này bên này này anh em ơi. Khả năng hay ném đồ cho Vera nhỉ, cho truy hồn cho Vera nó đứng dưới nó thả truy hồn ra nhỉ. Vera 2 trông cũng không uy tín lắm nhỉ. Chắc phải lấy hai truy hồn đấy em ơi, phải lấy thêm một cái truy hồn nữa đấy. Thêm một tướng này mình thêm tướng gì? Thêm một tướng nữa mình thêm thêm con cát thôi, thêm một con cát nữa chẳng. Thêm một con Ma Lốc 2. Ma Lốc 2 không có đồ cũng cũng hơi phèn. Rồi luôn, nó thêm một tướng nữa luôn. Đủ tiền mà nó phèn thật sự. AC3 lại phải chờ thêm một vòng nữa. Đủ tiền lên anh em ơi. Tại mà bây giờ di chuyển được đội hình bây giờ như hồn rồng có. Ê, thêm bổ góc này anh em ơi. Chết bà này, đấy góc này. Cho con thêm nó bổ chéo chéo đi. Thêm mình bổ được này. Mà Volcat nó điên quá, không làm được gì Volcat nó này. Mất cái truy hồn rồi. Thôi quả đấy lẽ mình ném truy hồn sang cho Vera có ngon hơn không nhỉ. Quấy tiền quá, không có tiền mà làm gì. Ai giời ơi, chưa tài đâu. Chưa tài đâu. Mình đến đây kết thúc rồi. Nếu bạn thích cái clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới góp ý các bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Bye bye.